Rồi, hello anh em nha, tranh thủ nha, trời mưa này. Chiếu xe cho anh em coi. Rồi giờ nó đứt không nha. Ra có máy cà phê liếm nè, anh em tranh thủ nha. Này như IDT, good in nha quên. Có cặp Toshiba cô nha. Toshiba là nó cũng sản xuất bên đó luôn nha nè. Good in này nè, logo này thấy không? Philip do gỗ nè anh em. Là nó nhanh thì đỡ mưa nha. Dưới đây có Philip nè anh em. Philip đây là sản xuất tại Bỉ, Belgium, IDT nè, đó. Ok anh em nha. Chiếu sơ thôi.